Hai mối tình của em nó giống như có quy luật vậy đó anh. Tới 2 năm rưỡi là chia tay thôi. Em cũng có hai mối tình, cũng tự tử với tình của bạn. Thôi thôi thôi, coi chừng bên kia nha. Trời ơi, thì ra là em, thì ra là anh. Em tên là Lê Hữu Đạt. Năm nay em 26 tuổi, hiện đang công tác tại Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ Khoa học Công nghệ Tiền Giang. Em tính từ Cái Bè Tiền Giang và hiện em đang công tác, em là kỹ thuật viên về nấm. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Em tên là Lê Thị Vân An, em 26 tuổi, em là nhân viên nhà nước, công tác tại khu quản lý giao thông đô thị số 3 thuộc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng 26 luôn. Đồng chất đồng màu luôn. Nhưng mà người ở thành phố, người ở Tiền Giang nha. Gần xịt có gì đâu. Dạ, quê em ở Bến Tre. Ủa vậy hả? Đi ngang ạ. Vậy là cùng đường về rồi. Rồi. Em đã trải qua mấy mối tình rồi An? Dạ, em trải qua hai mối tình. Mà hai mối tình của em nó giống như có quy luật vậy đó anh. Tới 2 năm rưỡi là chia tay thôi. Mà lý do tại sao mình lại chia tay? Mối tình thứ nhất thì anh đó anh hơi lăng nhăng. Anh nhắn tin cho em rồi nhắn tin cho cái người sau á. Thì vô tình là hai đứa em phát hiện được rồi. Hai đứa gặp nhau thương lượng. Hai đứa là hai đứa gái hả? Dạ. Anh nói là nhà hai đứa hẹn ảnh ra ngồi hỏi anh chọn ai, vậy mới cao cờ chứ. Anh trốn luôn, anh đâu chịu gặp đâu. Trốn luôn hả? Rồi mối thứ hai sao em? Mối thứ hai thì trong lúc thất tình cô đơn, cái đi làm thì hai người gặp nhau, cái tâm sự tâm sự với cái yêu nhau luôn. Nhưng mà sau 2 năm rưỡi thì sao chia tay luôn? Anh này thì ảnh nặng gánh gia đình rồi lo cho mẹ lo cho em rồi lơ là với chuyện tình yêu quá nên là em lại quyết định ra đi. Thôi bây giờ nghe tới tình sử anh bên kia coi. Em với bạn cũng đồng cảm. Hả? Em cũng có hai mối tình và cũng tự tử với tình của bạn. Thôi đất ơi, coi chừng bên kia nha. Thôi bên đây. Nãy giờ nghe giọng có thấy quen gì không? Con có quen không nha? Dạ, không quen rồi. Nó mở màn lên nó trời ơi, thì ra là anh. Mối tình cuối cùng cách đây cũng 1 năm. Mối tình đầu của em thì cũng quen nhau 2 năm rưỡi. Rồi, sao chia tay? Bạn kia nhỏ hơn em tuổi. Khi mà ra trường thì em ra trường trước, em đi làm trước. Rồi cái môi trường thay đổi thì bạn kia cũng có qua lại với một anh khác. Rồi tới em phát hiện cũng tương tự như bạn đó vậy đó. Trời ơi, người còn mối tình thứ hai đang thất tình vậy đó. Cái cũng gặp một cô gái cũng đang thất tình. Rồi sao giống dữ vậy trời. Hai người quen biết nhau trên mạng rồi qua lại. Rồi cũng quen nhau được đâu khoảng 8 tháng rồi chia tay luôn. Bây giờ cặp này nếu mà được là mình phải cưới nhau sớm sớm nha. Cưới trước 2 năm rưỡi nha. Cái mất 2 năm rưỡi nó nguy hiểm lắm à, nó có huông à. Bạn gái có ưu điểm, khuyết điểm gì nói cho bạn trai bên đây nghe coi. Em có khuyết điểm là hơi bị lạnh lùng, khó gần. Ưu điểm thì chắc là hòa đồng với người thân thôi. Chọc mọi người vui vẻ này nọ. Mà chỉ thân thôi, còn người lạ là người lạ lạnh lùng tuyệt đối không tiếp xúc. Bạn trai thì sao, mình có ưu khuyết điểm gì? Dạ, ưu điểm của em là em hòa đồng, em dễ tiếp chuyện lắm, em biết nấu ăn. Còn tật xấu của em thì em hay nóng tính. Em hiền khô nóng tính gì? Dạ tại hiền hiền như thế chứ lâu lâu ghìm ghìm cũng bộc phát à. Em thì cái gì cũng biết sơ sơ, nhưng có cái ưu đồ là không biết à. Dù bữa nay lên đây mặc đồ lên đây là ai ủi? Có chứ, mấy chị trong biên tập viên ủi. Chị gì anh ủi cho em sáng chứ ai ủi. Trời đất ơi. Bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào nè? Mẫu người đàn ông của gia đình. Cái đó anh làm được em ơi. Nhưng mà anh phải tập ủi đồ nha. Sao vậy? Ủi cho em với. Đừng có em không biết ủi đồ luôn nha. Không, em ủi được, cái gì em cũng biết làm, nhưng mà em làm cũng giỏi rồi. Bạn trai thì biết nhậu nhưng mà đừng có mê nhậu. Thích con gái nhưng mà đừng có mê gái. Chơi với bạn cũng đừng có mê bạn luôn. Ta thích ta mê rồi sao? Cái đẹp thì ai cũng thích nhưng mà đừng có chạy theo luôn rồi bỏ những cái hiện tại á. Kiểu đuổi mồi bắt bóng á. Em thích bạn trai cười đẹp, răng cười trắng đẹp. Cười đẹp, răng trắng. Coi ở bển cười ra coi răng đen thôi xuống luôn đi. Này không hút thuốc nữa nha. Em thì bị dướng với thuốc mà không hút thuốc được. Rồi tốt. Chiều cao cân nặng gì không? Cân nặng khoảng 1m65 trở lên là được. Dư xăng. Rồi vậy bên đó có tiêu chuẩn gì? Em là cần người phụ nữ cá tính, phải có ý kiến riêng. Tại vì nhiều lúc trong cuộc sống thì vợ chồng thường trao đổi ý kiến, mà hỏi vợ thì vợ nó thôi sao cũng được, không thích vậy. Trời, gặp một người đó mà cũng chết luôn. Nếu vợ có chính kiến nhưng mà vợ nói ý kiến ra có nghe hay không hay là cứ... Nếu mà đúng thì nghe, mình phải có suy nghĩ, mình chọn lọc nữa chứ. Nói chung là tôn trọng ý kiến của vợ luôn. Đúng rồi. Được. Rồi vậy thôi ha, vậy là qua coi nha. Dạ. Thích vậy thôi. Chào chị. Rồi bên đây em cao mét mấy? Em có 1m6 mấy à. Sao mấy sao nhìn thấy cao vậy? Nó chơi chị với em 83. Trời ơi. Lúc này cũng vậy, đứng lên coi. Được không chị? Rồi được, cao. Giống như cao, giống như cây tre miễu vậy. Làm vô. Được. Đợt này mà nếu được thì bao lâu tiến tới hôn nhân được? Phải có tìm hiểu khoảng 1 năm đến 5 rưỡi có thể kết hôn được. Đúng rồi, chứ đừng có 2 năm rưỡi nha. Dạ đúng rồi, em nói nghe 2 năm rưỡi cũng sợ. Mà giờ trước khi đi ở nhà ba mẹ có dặn dò gì không? Có dặn. Nói dặn sao? Là khi nào mà
Vũ được á thì đem về cho ba mẹ coi. Vũ, ba mẹ nào mà dặn Vũ? Vũ cho ông thêm vô á. Để em tự nguyện anh ơi, đừng có dụ dỗ. Bây giờ sống là lập nghiệp ở đâu? Dạ. Bây giờ lấy vợ lập nghiệp ở đâu? Mỹ Tho. Rồi có xin việc gì ở Mỹ Tho cho cổ làm được không? Dạ được. Sao ông mạnh miệng vậy, không suy nghĩ gì trơn vậy? Muốn đi về Mỹ Tho lập nghiệp thì em vẫn tìm được. Chắc chắn quá ha. Nghe rõ rồi hả em ha? Em không thích điều gì ở người bạn gái? Em không thích là người con gái lừa dối chứ không. Không giữ lời hứa. Đến qua anh hỏi cô có lừa dối có không? Bên đây người ta cũng bị lừa dối mà. Chào em. Nếu mà anh ấy chịu thì khoảng bao lâu em có thể chấp nhận để anh ấy bước đến với em? Là yêu là cưới thôi anh. Wow, yêu là cưới hay đấy. Em có phải là mẫu người phụ nữ thích lãng mạn hay là không thích lãng mạn? Em thích lãng mạn nhưng mà nó nằm trong một cái khuôn khổ nào đó thôi. Đừng có cái kiểu như là tạo mưa hay là nửa khuya mang quà tới là được rồi. Thưa người ta buồn ngủ không chết luôn, mang quà chi đúng không? Đúng rồi, cùng nhau đi biển lắm, mặt trời mọc rồi. Ví dụ vậy. Cô không thức khuya mà cô chịu dậy sớm. Được. Vừa vừa thôi anh, đừng có quá là được. Đừng có quá là được. Thế sao anh sao? Anh hiền, để em đi kiếm cho cái này. Hả? Em bị cận, em không thấy được. Được không? Nhìn kỹ nha. Mặt đen cho nên thấy răng cũng trắng. Dạ, có răng khểnh nữa chị. Không mà em ở Bến Tre mà. Mày em ở em? Em có một bài thơ. Em sẽ đọc một bài thơ để tặng anh ha. Sáng nay tung tăng em ra đầu ngõ, bắt xe đến với bạn muốn hẹn hò. Vì tuổi em nay đã không còn nhỏ, đến gặp anh mơ một hạnh phúc to. Chị tường anh linh như một chiến đò, chở những hoài bão của riêng đôi ta. Nếu mai sau có về chung một nhà, kỷ niệm này giữ mãi không phôi pha. Em hãy đăng. Trai có hát bài tặng lời em gái đi. Dạ em cũng xin hát tặng bạn nữ một bài. Từng ngày từng giờ dần dần trôi, con tim anh vẫn nhớ mong hoài. Như người làm con tim mình mong chờ, chính là em người mong nhớ. Nhớ nụ cười, ánh mắt và đôi môi, giọng nó mát động viên mỗi khi em cười. Ông hát gì cũng không mở miệng luôn trời. Đạt vừa mới đọc bài gì vậy? Dạ đọc bài gáp anh. Bài gáp. Dạ. Anh có cảm nhận gì về em? Dạ thấy em cũng dễ thương. Em cũng hay giận lắm nhưng mà em giận anh cứ năn nỉ, chứ em giận mà anh im luôn là xong luôn ấy. Anh cũng chịu khó năn nỉ lắm. Mà em có mà anh chịu khó năn nỉ, em có chịu khó trả lời không? Mà khi mà anh mà năn nỉ em cứ ngồi im. Thì người ta có... trả lời, người ta giận người ta đâu có trả lời ba bốn tin đầu gì đó, nhưng mà nhắn tới cái tin thứ 10 thế nào cũng trả lời. Hồi đó giờ chị cũng giống với em á, mà chị chờ hoài không có ai trả, nhắn tới thứ 10 hết nha em. Tới thứ 3, 4 thôi là xuống được rồi nghe cưng. Tới thứ 10 là tới 40 tuổi giống chị luôn nha cưng nha. Với khi mà anh giận mà em biết cách nhõng nhẽo với anh á thì cỡ nóng cỡ nào 1000 độ đúng còn về có 37 độ. Anh yên tâm, cái đó là bản năng của em rồi. Em có sai anh cũng xin lỗi em đi. Khi mà em giận á thì anh nên xuất hiện trước mặt em, còn em giận mà anh biến mất luôn á là không em càng giận hơn. Không có biến mất đâu. Ví dụ như em giận mà em nhõng nhẽo á là không bao giờ biến mất đâu. Và tự nhiên có người đâu sát bên ôm luôn à. Rồi, mỗi người một câu, chúng ta sẽ kết thúc. Em có thể cho anh một khoảng thời gian để anh chứng minh là những điều anh nói tại đây là sự thật và anh có thể làm cho em được hạnh phúc. Em hy vọng là sau hôm nay thì những điều tốt đẹp hơn sẽ tới với em và anh. Anh em móc méo luôn. Trời ơi, con móc méo này dễ thương ghê chưa? Dễ thương con móc méo lại, móc méo sao? Móc méo sao? Chú dễ thương quá, để nguyên. Hay rồi nha, cái vụ này hay á. Này có hai người làm chứng đó nha. Dạ. Rồi, cảm ơn, hết thời gian rồi. Ta sẽ làm thủ tục thôi, tôi thấy tình hình nó khả quan lắm rồi. 3 2 1 Hết thời gian. Một câu chuyện tình mà chúng tôi nghĩ rằng một cái kết quá đẹp. Hôn, một nụ hôn đầu tiên để nhớ ngày gặp mặt. Đạt. Không được không em? Rất dứt quá. Đây là vé xem phim của hệ thống cụm rạp 212 Lý Chiến Thắng Cinebox gửi tặng các bạn. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax, viên uống sáng da Sakura Placenta với tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Gửi tặng hai bạn máy nước nóng Atlantic, máy nước nóng với nhãn hiệu Seton với tổng trị giá 7 triệu đồng. Rồi, hy vọng rằng hai người sẽ xài chung cái máy nước nóng này nha. Đây, hoa của bạn.